kính thưa tất cả các cô chú bác, các anh chị, các bạn, các em thân mến, hôm nay ngoài ngoài trời mưa quá xá luôn, quốc võ đi làm về thì mình ngồi đây mình tâm sự với lại mọi người chút xíu. thì trước khi mà mình trước khi quốc võ nói về những cái tin tức và mới nhất cập nhật ngày hôm nay cho tất cả mọi người cùng chia sẻ với nhau thì uh, quốc võ cũng uh, muốn tâm sự đôi điều trong những ngày vừa qua khi mà làm cái um, uh, cái câu chuyện về bầu cử tổng thống đó thì um, cũng được rất là nhiều người quan tâm theo dõi trong đó có những cô chú bác các anh chị các bạn các em gần xa cũng uh, ủng hộ và động viên cái tinh thần để cùng uh, đấu tranh về chính nghĩa đúng không ạ cái điều đó làm cho quốc võ cảm thấy rất là hưng phấn rất là phấn khởi để mà mình tiếp tục mình theo đuổi cái câu chuyện này cho dù đến thời điểm này đó uh, mọi chuyện nó đã coi như là đâu vào đó đây nói chung là tổng thống thứ 46 cũng đã lên rồi và cũng đã có những cái điều uh, mặt trái mặt phải và được mọi người quan tâm À, nhưng mà cái câu chuyện thì à, thật sự nó chưa phải là kết thúc nó vẫn còn đâu đó những cái vấn đề mà chúng ta cần phải đưa ra để bàn luận với nhau với một cái mục đích một cái mục tiêu căn bản nhất là làm sao cho xã hội nó nó văn minh nó công bằng nó lịch sự đó mọi người đều có một cái tiếng nói tiếng nói để coi như là đấu tranh về chính nghĩa chúng ta luôn mong muốn uh, con người sống với nhau hòa thuận một cái đất nước là hòa bình và càng ngày thì cái 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 vấn đề về kinh tế nó càng phát triển đặc biệt là tại mỹ hoặc là tại việt nam mọi người đều sống ấm no đó là những cái mục, mục đích mà chúng ta cần cần uh, đấu tranh thì trước khi mà đi vào cái câu chuyện này thì quốc võ cũng có vài lời tâm sự như thế này tại vì um, lâu nay cũng có một số những um, anh chị em ở đâu đó thì mình cũng không có không không có biết nhưng mà có những cái lời comment những cái lời khen chê những cái lời động viên thì bây giờ quốc võ nói về hai cái điều mà thường thường mà quý vị thường hay nhắc nhở quốc võ um, nên như thế này tức là cái điều đầu tiên là quốc, quý vị nói rằng là à, quốc võ thường hay dùng những cái từ của việt cộng thì à, thật sự quốc võ à, các bạn cũng đã biết rồi quốc võ từ tuổi đời còn trẻ tức là đã sanh ra à, nói chung là trong cái thời kỳ mà coi như là cũng trước khi mà năm 75 một vài năm thôi cho nên là... Khi mà mình lớn lên á... Thì mình học... Ở trong cái... Một um, cái chế độ... Nó tức là sau này 75... Đó... À, qua Mỹ cũng hơi trễ... Khi mà quốc võ qua Mỹ thì... Uh, cũng... Um, hơn 30 tuổi rồi... Mới... mới uh, Đặt chân tại nước Mỹ này... Thì... Um, thật sự mà nói như thế này... Uh, Thứ là bố của quốc võ đó... Là... Là, là sĩ quan vương lực trên năm cộng hòa còn bên phía mẹ là bên phía của việt nam thì uh, mình đã cũng đã nghe tới nghe lui rất là nhiều cái vấn đề về chính trị về cái ngày xưa ông cha ta như thế nào thì cũng vợ cũng đã hiểu biết rất rất là nhiều tuy nhiên về cái danh từ về cái cách nói về cái danh xưng về những cái câu cứu về cách dùng từ vựng ở trong khi mà mình cái bài phát biểu nói chuyện của mình đó thì đâu đó nó vẫn nó vẫn có những cái ảnh hưởng của những cái gì mà mình đã học hỏi được sau này 75. Vì vậy cho nên là đâu đó nó có những cái từ ngữ mà đã làm cho nhiều người Việt Nam, những cô chú bác ở bên Mỹ này khi mà qua mời biển Mỹ này thì không có vừa ý. Thì trước hết thì Quốc Võ cũng xin lỗi quý vị vì đã có những cái vấn đề mà làm cho quý vị không có vừa ý tuy nhiên đối với cái sách nhìn nhận của quốc võ đó với một cái thế hệ trẻ trẻ mà bây giờ đó thì cái vấn đề về cách dùng từ nó không có đánh giá một con người bởi vì à, cái mục tiêu mà mà cái cái cách phấn đấu quốc võ mà để làm làm người đó thì quốc võ không dựa vào trên cái phương tiện về cái lời nói mà dựa vào cái hành động hơn là cái cái lời nói bởi vì chúng ta sống với một mục đích là nó cao cả hơn à, mình có thể là mình sống là một người tốt đầu tiên chúng ta phải là người tốt trước chúng ta biết giúp đỡ mọi người chúng ta biết hàn gắn những cái sự à, à, tức là mình kết nối những cái người con người lại với nhau thành một cái khối đoàn kết thống nhất và thật sự mà nói là chúng ta đã làm gì cho cái xã hội ngày càng nó tốt đẹp hơn ngày càng nó văn minh hơn à, bằng cách là chúng ta có thể là giúp đỡ ha à, chứ không phải mà chỉ có là mình 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 nói không tại vì đôi khi mình khi mình mình đánh giá người, một người khác bằng một cái lời nói thì đôi khi nó không không có được là nó chính xác lắm quan trọng là mình đã làm cái gì được cái gì có một buổi sống thật sự tốt hay không sống tại mỹ này chúng ta đã thật sự là chúng ta đã, đã à, hòa nhập chưa hoặc là chúng ta đã có những cái cách à, à, nhìn nhận cuộc sống và làm việc học tập làm việc đóng thuế dạy dỗ con cái cho nó nên người hữu ích đó là một điều cần cần nên làm và chúng ta có thể nhìn lại quê hương của, của mình tại việt nam mà chúng ta có thể giúp đỡ thêm những người nghèo khó hoặc là nếu chúng ta sống tại mỹ thì chúng ta cũng phải giúp đỡ cho nước mỹ nó càng ngày nó càng vẻ quan hơn ví dụ như các bạn là những người mà giống như quốc võ đây ủng hộ tổng thống donald trump à, làm cho cái nền kinh tế của mỹ càng ngày nó càng phát triển và bên phía của tụi tàu cộng nó không có còn lẫn áp nó không còn bành trướng nó đàn áp những cái nước nhỏ bé giống như việt nam của mình hoặc là những cái nước lân cận đó là cái cách làm còn uh, thật sự mà qua uh, có những cái, lợi, những cái từ từ nói ví dụ như quốc võ thường hay dùng từ nhà trắng thay vì là từ, dùng cái từ là tòa bạch ốc đi thì có nhiều người cũng nhảy vào trong cái comment này uh, không biết là những người đó là bên phe nào có thể là bên phe cộng hòa hoặc là phe dân chủ hoặc là những người cũng không có không có thiện cảm nhiều lắm đối với quốc võ đi thì các bạn có thể là dùng những cái từ ngữ có thể là có vẻ như là nó hàng học có thể là nó không được cái kiểu giống như là xây dựng quốc phở rất là yêu mến những cái cô chú bác những anh chị nào mà nói những cái lời comment mang tính cách là xây dựng ví dụ như bây giờ thí dụ có quý vị là không vừa ý quốc phở một điều gì đó thì quý vị có thể dùng từ có vẻ là xây dựng để mình càng ngày mình càng học hỏi thêm mình càng tiến bộ hơn trên những cái con cái cái cái, cái vấn đề về làm youtube thì lúc đó là quốc võ rất là cảm ơn biết biết ơn của quý vị à, còn quý vị dùng những cái từ mà có vẻ là đau to búa lớn có thể là mạt sát người ta hoặc là dùng những cái từ như là không có được là văn minh cho lắm cho dù là các bạn đang ở sống tại mỹ chăng nữa nhưng mà nếu như các bạn mà không có được nói những cái lời nói không được văn minh lịch sử thì cái điều đó là những người khác họ sẽ đánh trái các bạn với một cái điều hơn nữa đó là quốc võ gì thường dùng những cái từ dân giả bởi vì quốc võ cũng xuất thân từ cái như là dân giả ra à, cũng cố gắng tự mình vươn lên học tập và làm việc cho nên mình tiếp xúc với rất là nhiều những cái hạng người khác nhau trên thế giới này từ cu ly từ quét rác cho tới à, thầy giáo cho tới bác sĩ tới luật sư tất cả mọi người ở, ở, ở đâu đó ở, trong cái dòng nước mỹ hoặc là việt nam đó, đều có là bạn của quốc võ trong đó cho nên là mình có thể là mình nói dùng những cái từ mà dân dã nhất để tất cả mọi người đều hiểu đó chứ không phải mà cao sang quyền quý hoặc là, 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 là như thế nào nếu như các bạn đã theo dõi quốc võ từ lâu đó thì các, uh, mọi người sẽ hiểu cái tính của quốc võ là, 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 nó là như thế không có màu mè không có câu cứu mình nghĩ sao mà nói vậy và mình nói làm sao để cho tất cả mọi người đều hiểu ví dụ như bây giờ trong cái kênh quốc võ này có khoảng là hơn 80% cái người theo dõi cái kênh này và những người mà đăng ký kênh hoặc là những cái người mà thường hay xem những cái clip quốc võ đó là đang sống tại Việt Nam hơn 80% nha các bạn hơn 80% những người theo dõi này đang sống tại việt nam thì cho nên vì bởi vậy quốc võ muốn dùng những cái từ nào mà dễ hiểu nhất mà ở bên những người bên việt nam những người ủng hộ quốc võ bên việt nam họ sẽ, sẽ rất là dễ hiểu khi họ nghe à, tránh dự, dùng những cái từ mà giống như là của từ hán việt quốc võ ít cái dùng từ hán việt à, và thỉnh thoảng đâu đó nó có những cái từ mà sau năm 75 họ thường dùng cho nên là quý vị nào mà sống tại Mỹ thì quý vị hơi hơi uh, hơi khó chịu chút xíu nhưng mà cái đó là cũng mong quý vị thông cảm bởi vì cái đó là thật thật sự nó quen miệng rồi Chứ mình không có không có uh, phải nhưng mà mình cố ý vì vậy cho nên là quý vị hãy nhìn vào cái gì quốc họ đã làm hơn là nhìn vào những gì quốc họ đang nói nhưng mà đúng không ạ đó là một điều thứ nhất rồi cái điều thứ hai là quý vị cũng hay phàn nàn rằng là tại sao quốc võ không có nhìn vào trong cái màn hình để nói chuyện. À, khi mà nói chuyện với khán giả thì cần phải có một cái contact với nhau, tức là mình nhìn trực tiếp vào trong cái ống kính. Nhưng mà thưa quý vị là quốc võ nói bằng cái cái, cái phone, mình thu bằng cái phone thì cái cái cái, cái camera của cái phone nó nằm trên cái đầu của cái cái phone. Còn khi mình nhìn vào màn hình thì mình nhìn vào cái người mình trong đó, đó thì nó nằm ngay giữa của cái phone Thì hai cái điểm đó nó khác nhau cho nên khi mà cái mắt mình nhìn vào đó, mình thấy mình trong đó, đó thì dĩ nhiên mình sẽ không có nhìn vào ống kính rồi Thì có thể là những cái người đối diện các bạn sẽ không thấy là quốc võ nhìn thẳng vào, vào, vào mặt của người đối diện đúng không ạ à, Với lại cái điều thứ hai nữa thì Phụ cũng khai thật là mắt quốc võ rất rất là yếu À, mình nói chuyện thì mình nhìn vào trong màn hình á màn hình của cái computer đặt phía trước mặt mình á để mình có thể là mình theo dõi những cái tin tức trên đó tại vì đôi khi mà cái trí nhớ mình nó không được được, được tốt vì vậy cho nên nó, nó quá nhiều tin thì mình không thể nào mà mình mình nhớ trong đầu của mình được là mình sẽ nói những cái tin gì vì vậy cho nên là quốc võ soạn sẵn những cái tin nó nằm ở trên màn hình cho nên quốc võ phải nhìn chỗ này nhìn chỗ nọ để mình mình nói cho nên con mắt mình đôi khi nó lại không có không có focus vào một cái điểm nào đó làm cho quý vị nghĩ nhầm là con mắt quốc giỏ này xanh nó cái láo liên láo liên có vẻ nó không có thật lắm thật ra không phải là vậy tại vì mình phải nhìn vào trong trên màn hình computer của mình trước mặt mình á để mình coi những cái tin tức đó và mình nhớ lại và mình có thể trình bày cho quý vị thậm chí có thể quốc võ đọc lại những cái tin đó hoặc là dịch lại những cái tin đó từ tiếng anh sang tiếng việt để cho các bạn cùng hiểu và có mắt quốc võ nó bị yếu lắm cho nên quốc võ không có nhìn vào một điểm được cho nên thường hay chớp mắt là vậy đó nếu mà quý vị để ý quý vị sẽ thấy là quốc võ hay chớp mắt lắm đó là cái lý do mà tại sao quốc võ không có nhìn thẳng vào trong cái ống kính được đó là như vậy à những cái những cái điều mà mình cần chia sẻ chút chút để cho mọi người hiểu thêm về quốc võ là là như thế đó để cho mọi người thông cảm ha đó ok và bây giờ thì quốc võ sẽ Um, chia sẻ một vài cái tin mới nhất trong ngày hôm nay thật sự rất những tin rất đặc biệt về uh, cái uh, ông biden rồi uh, bên phía của dân chủ rồi uh, nhiều thứ lắm cái tin mà đầu tiên quan trọng nhất mà làm cho mọi người cũng bức xúc là uh, cái um, cái tin về những cái người mà lính vệ binh uh, đã bị uh, đuổi ra ngoài uh, bắc kinh để mà mà ngủ rồi đó trong khi cái thời tiết giá lạnh tại Washington DC là cái nhiều khi đến xuống tới là hai ba độ c các bạn thì nó rất là, 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 phải nói rằng là ác tức là các bạn biết là những người lính vệ binh này đó họ tới 25.000 người lính vệ binh từ khắp các tiểu bang đổ dồn về Washington DC đã làm cái gì để bảo vệ cho cái cuộc bầu cử tổng thống bảo vệ cho cái lệnh nhậm chức đúng không ạ như vậy còn sau khi nhậm chức xong rồi sao sau khi nhậm chức xong rồi thì lại đuổi người ta ra ngoài kia bởi vì một cái lý do rất là buồn cười một cái lý do như thế này là tại vì một ông nào đó ở trong uh, quốc hội đó ông 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 dân biểu nào ở trong nhà trắng đó Ông ra ông thấy ông thấy là cái như là cái người có một người lính vệ, vệ binh đang uh, đứng nói chuyện uh, với những người lính vệ binh khác hoặc là đang ăn uống cái gì đó mà không cái đeo mask tức là không có đeo khẩu trang. thì uh, ông uh, ông mới ra lệnh cho những cái người bên trong quốc hội là cho mấy người này ra ngoài ngoài đuổi ra ngoài uh, uh, bắc kinh mà uh, bãi đầu xe để uh, để ngủ chứ không có cho ngủ trong cái tòa nhà quốc hội nữa. đó. tại vì cái lệnh của ông uh, ông biden ông đưa ra là bắt đầu từ bây giờ là tất cả những người dân của nước mỹ đều phải đeo khẩu trang khi ra đường hoặc là ở đây như công cộng nhưng mà chính ổng các bạn các bạn còn nhớ không chính ổng vào ngay cái đêm là ngày 20 tháng 1 vừa rồi vừa, 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 là khi mà ổng ổng à, làm cái gì khi mà ổng à, đi thăm đi thăm một cái à, một cái tượng à, tức là ổng dắt nguyên gia đình luôn đi thăm sự kiện một cái tượng đài tưởng niệm của Linh canh gì đó và ổng rồi những thành viên trong gia đình của ổng là không có đeo đeo mát đúng không? Chính ổng là cái người phá cái cái, 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 cái luật, phá đi cái sắc lệnh của ổng. Vậy mà một cái người ở trong đây đã dựa vào cái sắc lệnh đó. Chỉ có một người lính vệ binh đang ăn uống gì đó thì dĩ nhiên ta ăn. để ăn sao ta đeo mát được. Vậy mà đuổi nguyên cả mấy ngàn cái lính vệ, vệ, vệ binh. À, đó ra ngoài của chỗ bãi đầu xe để ngủ trong thời tiết giá lạnh như, như vậy làm cho cái ông um, thống đốc của bang Texas, ông lên tiếng, ông rất là phẫn nộ và ông đã rút lưu hàng ngàn vệ binh quốc gia uh, về cái uh, Texas lại và một lần và một người nữa là ông thống đốc của uh, Florida là ông Ron DeSantis, ổng cũng lên tiếng uh, ông chỉ trích ông nói rằng là Họ là lính chứ đâu phải họ là đại tớ đâu của bà Nancy đâu mà 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 làm như thế. Cho nên là coi như là những cái điều này là những điều thật sự rất là, là 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 gây phẫn nộ cho tất cả mọi người. Đó. Các bạn biết là lính là những thế nào quân quốc võ trong quân đội quốc võ là rất yêu mến nhất là những người lính, army tức là những cái người mà đã xả thân vì đất nước, vì nhân dân để chiến đấu với lại giặc hoặc là để 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 là cái như là giữ những cái vùng biên giới để cho chúng ta coi như là có cuộc sống an bình đó những người lính là những người rất là tuyệt vời và phải tôn họ là anh hùng các bạn thấy rằng coi như là cái, với cái thời mà của tổng thống Donald Trump ông, rất là tôn trọng những người lính có những cái người lính mà khi mà ông bước lên máy bay đó các bạn là họ đứng hai bên đó thì họ chào ông đó mà vô tình gió nó bay rớt cái nón xuống dưới đất đó, là chính ông ông tổng thống Donald Trump ông đã lượm lên trao lại cho họ tức là sự tôn trọng của người lính ông không có vẻ gì ông ông thật ra ông Donald Trump ông rất là bình dân ông không có phải giống như là những người khác mà coi như là ra vẻ ta đây là tổng thống này nọ đâu thấy không rõ ràng là coi như là có những clip mà các bạn cũng đã từng thấy đó là, là những người lính họ bị rớt mũ xuống đất đó, là ông chính ông tổng thống ông cúi xuống lượm lên ông trao lại nhìn cho người ta như vậy chứng tỏ là sự tôn trọng. Đó. Còn ở đây là như thế nào? dựa vào cái cái gì mà dám đuổi người ta ra ngoài cái chỗ bãi đậu xe để mà à, mà ngủ rồi đó. Trong khi là mấy anh là vô trong phòng mấy anh ngủ chăn êm để mắm. Chứ chịu điều đó là cái điều là là, 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 là trái với lại cái, cái cái lương tâm của một cái con, một con người. Vì vậy là những cái vấn đề này chúng ta cần phải lên án. Hả không ạ. À? Rồi um, một cái một một cái điều nữa là như thế này. À các bạn nhớ là ông thượng nghị sĩ Ted Cruz Và lại Josh uh, Hawley không? Đó là những cái người lịch sĩ này là dẫn đầu trong cái 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 phái đoàn mà đại cử tri để uh, ở những cái bàn tranh chấp đó để uh, ủng hộ tổng thống Donald Trump đó. Đó tức là những cái người này là những người mà phải nói rằng là là rất là tuyệt vời mà để à, để phản đối những cái cái phiếu mà được cử tri đoàn đó mà khi mà đưa ra tòa đưa ra một cái ngày mà luận tội tổng thống này nọ rồi đó các bạn. Thì hôm nay đã bị Đảng dân chủ trả thù vì à, đó coi như là những người này được bị cái phe cánh tả đó đổ lỗi cho họ là đ, đã có nhúng tay vô cái vụ bạo lực xảy ra ngày 6 tháng 1 đó rồi biết là hành phi là phản đối phiếu của tri đoàn rồi khuyến khích biểu tình vân vân thì họ họ là, họ đưa tính là đưa ra để họ họ luận tội những người này đó rồi ngoài ra thì ông luật sư mà Rudy Giuliani đó cũng đã bị là cũng đã bị lộng tới uh, bao nhiêu 40 cái luật sư khác ký trong một cái lá thư xác nhận gửi tới ủy ban khiếu nại luật sư của văn phòng Phúc Tẩm tòa án tối cao tại New York là yêu cầu là tước cái giấy phép hành nghề của ông luật sư này và cáo buộc ông ta là đưa ra những cái tuyên bố sai lệch trong cuộc bầu cử năm 2020 rồi đổ lỗi cho ông ta là đã góp phần trong những cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1. Cái cái như là tự nhiên là từ cái ngày 6 tháng 1 cái đám Antifa nó vô trong nhà tòa nhà quốc hội để nó phá rối đó thì bây giờ tự nhiên là tất cả những cái tội lỗi này nó được treo trên đầu đầu tiên là tổng thống trump rồi bây giờ tới ông tedros à, hayli thượng nghị sĩ rồi bây giờ tới ông luật sư là là Rudy Giuliani luôn cũng bị cũng bị đưa ra là 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 luận là tội rồi bây giờ các bạn còn cái ngày, ngày ngày hôm qua nè cái bà bà ngoại sĩ đó bà đã xác nhận là cái bản luận tội của tổng thống trump, trump sẽ được chuyển lên trên thượng viện vào thứ hai ngày 25 tây tháng 1 Không <laughs> hài không? trong khi người ta đi, gì? người ta đã đã đã, đã, đã uh, người ta về nhà, ta cái an hưởng rồi, đúng không? người ta đã ra khỏi nhà trắng rồi, tự nhiên bây giờ có cái gì cái gì mà luận tội gì nữa, Tào lao, nói chung là không quá, quá là mắc cười. rồi uh, có một cái tin, uh, có một cái tin vui. À, cái tin này không phải vui mà cái tin này nó buồn cười phát ph funny chứ không phải là vui là các bạn biết rằng là ông ông Biden à, ông Biden ông ông đã ra lệnh là dẹp cái nút cái, cái nút màu màu đỏ đỏ vậy đó các bạn mà để hồi, hồi xưa mà tổng thống Donald Trump còn tại vị đó thì ông hay dùng cái nút đó để làm gì? Hay cái dùng cái nút đó là để kêu cái người mà thư ký của ông á đem cho ông cái nước ngọt là cúc coca coca, coca coca cola đó. Tại vì ông á là thứ nhất là ông là một người sống rất là lành mạnh, ông không có hút thuốc, ông không có uống rượu. Đó, thì bây giờ ông là chỉ khoác thích uống là nước nước ngọt có ga thôi, tức là nước coca cola đó. Thì ông có thiết kế một cái nút ở trên bàn làm việc, cái nút đó nó, nó, nó ở trên là nó bằng gỗ à, hình chữ nhật giống vậy nè và trên giữa có một cái nút màu đỏ thì khi mà ông ông muốn uống nước coca cola đó thì ông nhấn vô cái nút đỏ đó đó thì cái người thư ký họ sẽ đem vô một một cái lon coca cola đó là như vậy thôi chúng có gì hết á rồi sau đó là tự nhiên là mấy người đó họ à, bàn tán xôn xao nói rằng cái nút đó là cái nút để, để, kích hoạt bơm nguyên tử rồi cái gì từ lưa hết á thì à, trong năm 2017 các bạn nhớ rằng ông tổng thống Donald Trump ông cũng đã À, nói rằng à, là cái nước đó là chỉ là để gọi nước ngọt thôi và thật sự đó là sự thật thì bây giờ ông bắt đầu ông lên ổng ổng dẹp bỏ cái 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 nút đó các bạn ông không tại vì có thể là ông không uống nước ngọt hay sao đó. mình cũng không biết ông uống bia hay là cái gì đó mình không biết thì ông dẹp bỏ cái nút đó đó là cái chuyện đó nó cũng cũng, cũng đi không rồi hiện tại thì cái bà mà dân biểu Taylor Green á thì bà cũng nói một cách rất là mạnh mẽ rằng là nếu như mà ông chú bảy này á, ông mà còn ở trong nhà trắng á, ngày nào đó là cái mối đe dọa với đất an ninh quốc gia ngày đấy, tại vì các bạn biết rằng là ông ký rất là nhiều những cái sắc lệnh mới và ông xóa đi sáu cái sắc lệnh nghiêm trọng mà tổng thống Donald Trump cũng đã làm trong 4 năm nhiệm kỳ sáu cái, cái chuyên mục được xóa đi ấy, ở trong cái trang web của bộ ngoại giao chính quyền của uh, hiện tại bây giờ đó là những chuyên mục cái này, Thứ thứ nhất là an ninh mạng nữa ha nội mực một nơi ha. thứ hai là cái mối đe dọa của đảng cộng sản trung quốc nè. thứ ba là nhập cư bất hợp pháp nè. thứ tư là cái mối đe dọa từ chính quyền của iran nè. và cái thứ năm là cái sự trở lại của nền dân chủ tại uh, nasarawa và cái thứ sáu là khủng hoảng dân chủ tại uh, venezuela thì cái này nó đặc biệt nó nghiêm trọng uh, ở hai cái vấn đề mà quốc võ thường hay, uh, hay, hay, hay nói nhất là cái vấn đề về cái mối đe dọa của đảng cộng sản trung quốc và cái thứ hai là cái chặt cư bất hợp pháp là hai cái đó mà quốc võ rất là là để ý rất, 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 rất là quan trọng thì những cái vấn đề này đó có thể là coi như là quốc võ sẽ làm một cái clip khác để phân tích cho nó chi tiết hơn về những cái vấn đề mà mình đang quan tâm đây bởi vì hiện tại bây giờ đó là các bạn biết rằng là khi mà ông lên mới có một hai ngày thôi thì uh, nó mất đi công việc làm ăn của rất là nhiều người uh, dân mỹ đang sống tại mỹ lâu năm nay là người có quốc tịch mỹ mà nó cũng đã mất đi công việc làm ăn của gần hơn 50.000 người wow cũng mới mấy ngày thôi <laughs> giống như là cái đường ống mà gì dẫn dầu vậy đó à, vấn đề cái cái đó là nó làm cho biết bao nhiêu là công an việc làm của tại mỹ đã bị thất tại vì ông ra lệnh là ông cắt ổng coi như là xóa sổ không làm nữa hoặc là cái bây giờ cái bức tường biên giới là coi như là ngưng không làm nữa rồi có những nguồn tin là đồ phá bỏ nữa cái đó chuyện đó là chuyện tính sau mình không biết nhưng mà bây giờ là rất là nhiều ngàn người ha hàng chục ngàn người của bên phía kia họ sẽ bắt đầu là sẽ tràn vào bên bên Mỹ và vào đây. Và những cái tình trạng nhập cư bất hợp pháp à, của những cái uh, nước khác mà trong đó có Ukraine nè, Iran nè, Iraq ra gì đó. Thì uh, sẽ rất là nguy hiểm tới cái hòa bình của, của nước Mỹ uh, rất là nguy hiểm đến sự an toàn của nước Mỹ các bạn còn nhớ vào những cái thời kỳ của năm 2011 à, 911 không? Đó, những thời kỳ đó rất là nguy hiểm và những cái à, vấn đề khủng bố à, ôm bơm tự sát hoặc là đặt mình đặt bơm nói chung là khiếp đảm luôn mình khi mình nhớ tới những cái chuyện đó là mình cảm thấy rất là là lo sợ đó, khi mà chúng ta thả cửa cho những cái người nước ngoài họ vào và bất hợp pháp đó thì chúng ta sẽ không có biết được cái chuyện gì sẽ, sẽ xảy ra và À, à, những cái vấn đề về việc làm Cũng phải chia sẻ bớt ra Rồi bây giờ ví dụ như các bạn à, à, Nhận những cái vấn đề về Tiền thất nghiệp đi Một ngàn tư hoặc là cái gì đó Hai ngàn hay là cái gì đó Thì bây giờ cái tiền đó là các bạn biết rằng Là không phải tiền của chính phủ đâu nha Mà cái tiền của người của mình đó các bạn Tiền đó là tiền của mình á Không phải tiền chính phủ đâu Tại vì mình đóng thuế mà Mình đóng thuế thì bây giờ chính phủ họ lấy ra để họ trả là họ họ trả từng thất nghiệp cho mình thôi đúng không ạ à? rồi sau này sẽ tăng thuế lên các bạn biết không tăng thêm 40% trăm hoặc là 45% phần trăm gì đó tùy theo mức cái tiểu bang nói chung là rất là khó khăn à, chứ không phải là là nên nó là đơn giản quốc phòng muốn là tất cả mọi thứ đều ổn định mở cửa ra trở lại làm việc chúng ta đừng có đi làm năm sáu ngày một tuần đi một ngày chúng ta làm ít nhất là 8 tiếng đồng hồ đi thì cái lương căn bản của chúng ta nó vẫn nhiều hơn rất là nhiều so với là những cái số tiền mà chúng ta nhận uh, tài trợ từ chính phủ đó nhận từ thất nghiệp á nhiều hơn nhiều đó cho nên là mà khi mà mình ở không nhiều quá đó mình không có đi làm á là cái uh, giống như là mình bị bạc nhược đó. Mỹ là một cái đất nước mà chúng ta phải làm, chúng ta phải active, chúng ta phải cầu tiến, chứ không phải cái nằm nhà chờ tiền thất nghiệp rồi riết rồi tự nhiên con người mình nó không còn muốn làm việc nữa mình ở không riết rồi mình mình cảm thấy mình sung sướng quá rồi cái mình bạc nhược luôn à thì cái chuyện đó là không ai muốn hết ra cả nhất là những người nào mà sống tại mỹ mà có một cái trí cầu tiến thì họ luôn luôn muốn đi làm và họ phải có tiền từ cái sức lao động của họ làm ra và họ đóng thuế chính phủ uh, cho nó rõ ràng đó chứ còn không phải mà cứ ngồi ngồi, ngồi nhà mà chờ tiền thất nghiệp rồi rồi sau này là chúng ta lại phải đi làm lại thì chúng ta phải đóng thuế lên tăng thuế lên rất là nhiều lần thì cái chuyện nó không ai muốn cả phải không ạ đó thì wow nó có rất có nhiều vấn đề lắm và từ từ quốc võ sẽ chia sẻ tiếp những cái những cái thông tin khi nào mà quốc võ cảm thấy cái thông tin đó là nó chính xác thì quốc võ sẽ chia sẻ đó, hôm nay thì cái trời cũng khá là là buồn ở ngoài trời thì thì đang mưa ngoài kia rồi và hôm nay cũng uh, cũng tâm sự với các bạn nhiều vấn đề để cho mọi người hiểu thêm một vỏi như thế nào chúng ta có thể là cùng uh, uh, động viên nhau khích lệ cho nhau hoặc là chúng ta có thể là mình uh, uh, trao đổi với nhau những cái thông tin đó rồi uh, mong rằng là tất cả mọi người cũng tiếp tục ủng hộ võ bằng cách là mình nhấn vào cái nút subscribe hoặc là like hoặc là chia sẻ cái clip này đến tất cả mọi người để mọi người cùng cùng hiểu hiểu thêm hoặc là mình tìm hiểu thêm về những cái gì đó nó xảy ra tại tại Mỹ ha chúc cho tất cả các cô chú bác các gì các bạn các em một ngày thật là an lành hạnh phúc và may mắn nha anh như các bạn